chiếc quay S100 này á, hồi lúc á chú trả ba mày 7 triệu, ba mày không bán á, bây giờ chú có trả tôi 50 triệu tôi cũng không bán, bởi vì đó là chiếc xe kỷ niệm của mẹ tôi. Và đó cũng là lý do ngày hôm nay Huy muốn chia sẻ với anh em một câu chuyện của chiếc quay S100 đậu kiển này. Và đây là một chiếc xe gắn bó với Đại cũng rất là lâu rồi, từ năm cấp 2, từ lúc còn đi học, từ mẹ rồi cho Đại để dùng sử dụng để đi học, và từng dọn một lần rồi. Chính mẹ của Đại đã dọn khoảng 10 triệu để cho chiếc xe động cơ nó êm ái hơn, nhìn nó can hơn để cho Đại đi học. Và một cái tin, một cái chuyện khá là buồn, bởi vì mẹ Đại cũng vừa mất hơn 100 ngày. Và cái buồn đó vì mất đi người thân của mình cũng khiến Đại là quyết định giữ chiếc xe này và không bán bất kỳ vì lý do gì, và muốn dọn để ngắm nhớ lại những kỷ niệm của mẹ Đại. Và anh em biết ở trong